Dạ chị Lương. Cô chú anh chị ơi, chị em đang đi tham dự buổi lễ ra mắt tại công ty mỹ phẩm và đại sứ cả nhà. Thì chị em đang đi chụp quảng cáo luôn cô chú anh chị. Chị em đang cũng về đó nha. Thì tìm người miền cũng đứng ngay thì cập nhật cô chú anh chị sẽ thôi cả nhà. Chị em đang vừa về đây có khán giả đến mua hàng này cho quý vị. Thèo sản thèo cũng số với sức mới của chị Hồng Loan cô chú chị. Thì hai cô lên vừa bên trong để vừa đợi cô chú. Thì shop anh Son là hết tuần này anh Son sẽ khai trương nên cô chú anh chị với các bạn. Chiếc xe đỏ này là con xích khán giả đến mua đồ cho anh chị. Chị em lo cũng được một cái danh thương hiệu là một cái đại sứ của các nhãn hàng mỹ phẩm cả nhà. Và chị em lo cũng đi ngày hôm nay, chị em lo cũng đi chụp những ảnh quảng cáo của chú chị. Thì cái thông tin là chị em lo cuối tháng này chị em lo sẽ đi một cái lê xô là đi hát không cả nhà. Sau đó là chị em rồi sẽ về lại rồi tiếp tục cùng gia đình đi tiếp tục một cái gia đình đi tiếp một cái ra xuống nước ngoài nữa. Thì cả gia đình luôn nghe thông tin như thế cả nhà. Thì em biết em cập nhật cho cô chú anh chị biết trước để đó cô chú anh chị biết cái thông tin thêm, để chia sẻ với bà con của chú anh chị gần xa để biết được tình hình chị Hồng Loan cả nhà. Ngày 16 đây tại 120B cả nhà, Cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, để xem chị Hồng Loan hát live show gồm tất cả có nhiều nghệ sĩ lớn và ca sĩ lớn luôn của chú chị ơi. Trong đó có chị đặc biệt nhất là các chị Hồng Loan ha, cô chú anh chị vé 400, 200, 150 cả nhà. Trong đó em cũng có được mua một cái vé là 200 cả nhà, để ủng hộ tinh thần cho chị Hồng Loan sáng giá lên cả nhà. Giờ sáng thì em ở dưới shop của mới Trần Loan thì Khoa cũng mua máy tính cả nhà, máy viết đơn okay. Sau thì em cũng đi làm đi về, bây giờ rồi ghé lại em chia sẻ cho cô chú anh chị. Chị Hồng Loan vừa về đến nhà luôn cả nhà. Có hai cô khán giả bộ trong mua đồ. Nói chung là đi em ra cái video này em cũng chia sẻ về cuộc sống từng ngày của chị Hồng Loan. Ngoài ra em không có là chửi bới ai cả nhà. Mình đôi khi này dính vào trong những cái việc phức mà trong cái nhà. Em quay chia sẻ đã ở nhà chị Loan mà trước khi mà sau này mà chị Loan không cho quay nữa thôi thì em kiếm công việc khác quay. Cô chú anh chị nhớ xem video
ủng hộ em mà cô chú anh chị. Cô chú anh chị mà xem video này mình không thích cái khúc đó thì cô chú anh chị bấm đĩa mát không được. Đó là cái niềm vinh hạnh đó, cô chú anh chị yêu mến của Tiên Bao Người Ngồi. Nhiều cô chú anh chị cũng nói làm YouTube có màu giàu không có đâu cô chú anh chị ơi. Cô chú anh chị cái tính một tỷ lệ là 1.000 người đó cô chú anh chị, 1.000 người ha là có được 10.000 bạc thôi đó cô chú anh chị. Mà cô chú anh chị như cái video mà 10.000 cô chú anh chị có hết thì em muốn được 10.000. Như cô chú anh chị mà em được 10.000 mà cô chú anh chị cái video ra mà cô chú anh chị lướt không làm cho tới được 10.000, số lượng 10.000 người xem với mực lại nó còn được cái mấy ngàn thôi cô chú anh chị. Mong cô chú anh chị xem video ủng hộ cho lâu dài nha cô chú anh chị. Chị Hồng Loan đi hát là mẹ con về đó, nó nhảy đứng nhảy giọt thôi cả nhà, nó nói này nó ghi rất là nhiều cô chú anh chị, nó còn kích chi cho chị Hồng Loan lên tiếng mà cô chú anh chị nó tấn công tìm cách này cái đi nên nó làm mà nhà hát của trống đồng của cô chú anh chị còn một sao cả nhà. Nó làm vậy đó, nó tìm cách để nó bôi nhọ lên cho này hòa bị chị Hồng Loan. Nói chung là tối chị Hồng Loan cũng có đi đến một cái buổi lễ tiệc tại cùng nghệ sĩ Nhân Tuấn có nhà, là cái chị mà cô một người giám đốc ở đó đó nhà. Tăng buổi tiệc đó là cũng là một người yêu mến cái năm Vũ Linh hồi trước kia có nhà, ở lúc từ chị Hồng Loan còn sống. Cho nên cô chú anh chị đừng nghe những gì nó nói. Xin chào cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh Tin Miền cả nhà ơi. Thì số hôm nay là ngày 12 ha, thì Tin Miền cũng ở trên nhà chạy xuống đây để cập nhật tại shop mới của chị Hồng Loan cho cả nhà mình xem ha, là shop mỹ phẩm Hồng Loan nha cả nhà. Thì Khoa cũng vừa mới tới vô bên trong cả nhà. Mấy anh thợ này là mấy anh thợ để chuẩn bị tiếp tục làm những công việc phía trong của mình để cho chị Hồng Loan để kịp ngày khai trương shop mỹ phẩm Hồng Loan nha cả nhà. Khoa mới cũng vào bên trong nè cô chú anh chị. Cả nhà ơi, thì hôm nay là có chửi là mỹ phẩm Hồng Loan là cũng thay đổi là mà kiểu khác nha cả nhà. Thay đổi là đĩa vòng chứ không có đĩa giống như hôm bữa nữa, đĩa ngang nữa của chú chị đây nè. Cả nhà thấy chưa, thấy đẹp hơn đúng không? Chứ mà thấp xuống xin thì sẽ đẹp hơn nữa mọi người. Cà phê đi.